Đây, sống chợ đêm Hai Râu, xin chào cả nhà. Bữa nay mình đi với mấy em. Xin chào, dẫn vào nghe địa đi chích cá. Bắt lương không chưa? Bắt cái đĩa. Đó, nhanh nha. Lâu chào cả nhà. Đi chích cá. Nghe. Bắt lương không? Bắt. Bắt lương không? Bắt. Bắt lương có ký lô thôi, đừng bắt bự. Ồ. Này em. Này được con lương. Ồ, được con lương. Tại mới xuống được con lương với cái gì vậy? Để coi coi. Cái sạc, cái bóng. Đấy, được con lương. Còn cái bóng còn. Ừ, cái bóng. Lương ăn luôn. Chục con gì là xỉu không vậy? Hai mình hả? Đằng đó nó đâu biết ăn đâu. Cái cười khí khí này. Nó đưa nó lại đằng cái gì? À, quán cháo á được. Có lương tụi ăn chứ. Dạ hết ăn rồi. Lấy. Cạn ra sao bạn xịt nó ngon. Trong quán chè ăn còn. Cắn gì hả? À, mời cả nhà út nước dừa uống dừa nha. Qua thứ bữa này dừa. Đi tới đây mệt rồi. Quá tàn nắng rồi. Đó, gì uống luôn đó. Vừa có ông nội đấy lại mà. Ông nội ông chết rồi, ông nói lại thằng dừa. Đây. Bây giờ quả này chích nãy giờ. Nhiều. Lắm nhiều hết. Đây đây. Cái đó làm như nó bị dẹp quá. Nó không muốn. Chắc gãy cái mít ra luôn quá. Đồng này cũng sắp sửa cắt. Khu này chuột, khu này chuột mới giữ nè. Dừa. Chắc mấy. Chéo kìa. Kéo giống giống chuột túng nhùm nó kêu không? Đã rồi hết. À, cái nó đường nha. Cái sạc ăn. Quá sạc về muối chiên. Ớ gì nhấp vô. Mày ngồi đó mày lụm ly ăn thôi. Mày nước rồi đó lụm. Ếch này ấy dắt này bằng ngày mà nó còn kêu nữa. Gì đó. Quá tao ban đêm nhà tụi nó kêu rồi. Ừ. Bữa kêu nước cái gì? Thôi tao dính được gắn ngồi rồi á. No bụng khỏe ha. Tới đây thắt nước anh chơi chơi dừa cái chúng mình nó khỏe anh cười hí hí hí. Cá rô cá sặc cá rô cá sặc. Đóng không? Có cái hang vậy đó. Hang cá chấm. Nhầm thêm khi cái bông bến á. Đâu. Ồ, cái gô này to nha. Bự à. Con chú gà nó ngồi đó, lụm ơi.
trời. Mới trời sâu hí rồi. Rồi bỏ đi. Cá nhóc trống chứ. Đây lắm nè. Kìa. Ba mấy đồng thông vậy. Cá sặc kìa. Sặc cho nó nhóc chân nó. Ừ. Chút bỏ hùng đi kìa. Trời, chút ra cho dính xình được chơi. Thấy nó ác không? Nhắn được không? Kìa. Nó bự lắm. Thì kiếm cá sặc mà không? Này tại là biến mặn phơi khô. Hồi hồi sớm mới đi mà. Mới đi nó mới đi bắt cá sặc mà. Cá gì không mất, bắt cá ham ăn. Cá gô á. Lội luôn kìa, lội luôn kìa. Thôi dưới lúng vết đứng rồi đi. Con này chưa uống không ạ? Uống gì? Cửa này còn uống á, vài bữa nữa đẻ còn cái xương á. Vài bữa mưa xuống rồi đẻ còn ba xương không? Tại tại mẹ nói đi. Mẹ. Ồ, hay không? Ta đi gì khơi khơi là còn bắt được cá lóc nữa. Còn còn không ngủ không? Đâu cá lóc đâu. Mới hay. Đâu chứ Giang, cá lóc đâu. Ừ. Gì vậy? Ừ. Qua đây. Rồi, nướng được rồi. Để sao? Giờ đây cái coi. Cá lóc bự vậy. Ngon cơm. Được rồi. Ngon cơm rồi, ăn coi nghe đẻ. Ê, chú về nước rồi coi. Đâu rồi? Lại vô ngồi đi. Khoan nghe ông liền lên chụp. Đúng à. Bỏng lên đi. Ơ bể xô. Ừ. Cầm cái cái nước. Quá khứ rồi. Quá khứ cá lóc bự luôn. Chứ mấy cá lóc đồng nha anh em. Thôi, vô coi, giỡn coi. Cá lóc đồng bành cây nha. Dạ ngẻo à. Quá đã luôn rồi. Đâu mà hên quạt quạ. Gì là không lỗ rồi đâu rồi. Rồi. Quá khứ lỗ rồi. Thiệt tình cá này đã luôn. Trong giường giường nó ra nè quên. Như vậy mệt ha. Con này là đủ vốn rồi quên. Nửa ký thiệt quên. Con ăn. Gì nửa ký. Cá này nửa ký. Chết nói rồi. 700, 600 gram cho nửa ký. Quá khứ cá này. Cá này mình ơi ngoài không cho này ăn chứ. Ừ. Nó cầm lên thử cái coi nước. Coi thử coi. Được lắm. Đây, đó. Bự lắm nha anh em. Đẻ, đẻ rồi. Hơi ốm. Đẻ rồi mới đẻ rồi. Vì thôi chứ, cái đầu mình gì lên được rồi. Ốm dài ha. Đẻ rồi, đẻ rồi. Cái đầu cũng bự bằng kia nè. Cái này mới đúng là cái đồng mình nè. Ừ. Cái này đẻ rồi. Bạn cái sống liền tưởng nó cá phi. Bắt hồn quỳ lớn. Chứ cá phi đã đi rồi. Cá phi là đâu bắt được nó, cá lóc nó dễ chết lắm. Cái này là vườn mặn nha cả nhà. Vườn mặn. Cá thì trong mấy cái vườn này ra. Hay không bọng, hay nước vô da. Đúng rồi, đi hãy cặp con đẻ sao ta? Con cá này đẻ rồi. Gì? Cá này mới đẻ rồi, bụng cá cái rồi, còn cá đực thế đó. Cá đi nó đẻ là cặp không đó. Lưu đích chúng học mà, nhìn cái dãy là biết rồi. Cá đực đó đi. Nhìn cái dãy là biết cá cái rồi. Còn con cá vậy? Con cứ là nó nằm ở ngoài chợ không biết. Cái cá lậu kiến. Bye bye hả? À, dở coi. Thôi, dữ lắm rồi cả nhà ơi. Nè. Cái gô kìa. Cái gô gì mà. Mày kêu gì ơi. Đâu dở con cái lóc con cái gô đi coi coi coi. Lóc cái gô rồi nha. Dở nó cao lên coi, đứng lên cây. Quá khứ rồi. Cái lóc rồi cái gô. Cái gô gì mà bự thế nè. Rồi. Trời ơi cái gô. Biết nói chuyện luôn rồi. À ốm. Gô đồng nó đẻ mà. Quá khứ cái gô tặng.
Cá đẻ là nó vậy đó quê. Ừ, cá rô. Dài nhá. Vậy là không lỗ rồi. Cá gan à. Đâm vào máu rồi. Còn cá rô. Bạn nghe. Gan xiên. Có không cá rô tại. Cái gì nữa kìa? Tính ra đâu. Cá lóc nữa đó nghe. Có đâu có hoài. Có một lần thôi. Có cá đực nữa. Cá đực á. Này cá cá. Nó mới đẻ. Cá sặc đó trong đồng đó. Trời ha, đừng cá lóc chơi ha. Nãy giờ đi lượm hủng hỉnh gần chết luôn á. Bật quả đừng cá rô với cá rô này thấy gì chứ. Hai dòng gom. Đùng đùng đùng. Cá rô này dê chứ ăn mặn không? Gì? Cá ăn mặn. Cá nó mà cả mùa mưa nó mập dữ lắm luôn á. Mới đẻ rồi mà. Dài quá mà. Thôi. Về. Nhiều đó. Cũng tạm được rồi. Về cái nhà ơi. Đời sống chợ đêm hai gâu, mình cũng xin cắt clip ở đây. Mình xin tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà lại video sau. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Vô. Dường mặn, mặn vô đây cháy lắm, cháy à, cháy chiến.